Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món tàu hủ rồi, đậu hủ kho cà tím rồi, kho cà tím với tương rồi, kho tương nhặn mọi người, với canh mọi người, canh bầu mọi người, bầu bí luôn rồi, nấu với chả mọi người, nấu chắc chả lụa mọi người, với chả mọi người, chả kho cà gió mọi người, chả lụa chả quế kho cà gió mọi người, chả chay mọi người, chả chay kho cà gió mọi người. Ăn kèm có chuối sống mọi người, chuối sống dưa leo với cà gió mọi người, chuối sống dưa leo cà gió mọi người, tráng miệng có xài mọi người, xài chín mọi người, với đậu phộng mọi người, đậu phộng luộc mọi người, nó uống có trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên. Đây mọi người, đậu hũ cà tím kho tương nhặn mọi người, đậu hũ đậu phộng mọi người, tím kho tương nhặn. Chuối sống rồi, chuối sống dưa leo cà gió mọi người. Này canh bầu mọi người, bầu bí đã nấu với chả mọi người, chả chay mọi người. Cơm mọi người. Đậu phộng mọi người, đậu phộng luộc mọi người. Xài mọi người, xài chín mọi người. Ly trà đá mọi người, trà đá trà tắm Thái Nguyên mọi người. Này chả mọi người, chả chay kho cà gió mọi người, chả quế chả lộ kho cà gió. Nước mắm mọi người, mắm mặn mọi người, mắm 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 chay mọi người. Chén không mọi người, không bình xương. Muỗng rồi, muỗng dài rồi, dài lâu, dài dài lâu, lâu dài. Đổ rồi. Sao gió cho nó mát mát không rồi. Đúng mát không rồi, đã không rồi, mát dữ. Rồi. Mau ngon cơm mọi người. Cơm hết, nó bụng rồi. Đúng nóng luôn. Rồi đúng lòng rồi. Cây gió nhìn giờ chua mà. Vừa ăn rồi tương phơi vừa ăn không bị mặn rồi. Hôm đó trong đời người cũng chảo vậy. Ăn trúng cái hộp đạn mà
không phải gió nó đúng không thơm mà tại gió nó chua chua cũng vừa ăn mà người leo ăn đúng giòn ngon còn mấy cái đèn đèn nó mới phải sáng. Mình cứ sống luôn rồi. Kêu ăn nó bị dọn, sắp luôn rồi. Đó kêu chú chát luôn rồi. Nhưng mà muốn ăn nó cháy cháy lẽ cái vỏ mà không vỏ mà gọt gọt còn xanh xanh đúng không nè không chừa lớp vỏ luôn lớp vỏ mỏng đúng không nè nó gì chát mà em cũng ra cái vị riêng lắm mà chứ sao có người ăn không quen không mà đỡ nguyên vỏ luôn thì nó chát quá luôn mà gọt bớt bớt để ăn được. Bây giờ đó không biết sao kêu mình chú chát là vậy luôn mà chú sống thì biết luôn mà chú sống này mình không chú còn sống chưa chín đơn giản dễ hiểu luôn mà nói chung là miền Tây mình Nam kia dùng từ dễ hiểu ở quê này kia dùng từ dễ hiểu canh ăn ngon rồi, canh nấu vừa ăn rồi. Đúng là lo lắng chạy em kia cái lại quay cái hết thời gian rồi làm lại quay cái tới giờ ăn trưa mà ngon không ạ? Ngon là ngon. Này giống như tổ có tương hợp không?
Còn bữa trước thì làm giống cái món mắm đó mọi người, món đó thì ăn ngon hơn mà, nhưng mà đổi món mọi người chứ ăn hoàn món nó ngán mọi người. Món này mà ăn đổi món, nhưng mà nếu mà phải so sánh mọi người, ăn chọn một trong hai mọi người, cái món kia ăn ngon hơn mọi người. Cái như chả mà chả ấy chả kho cà ở phần đứng ngon luôn, thơm luôn, bùi mềm mềm. Ai mà nóng ho ăn đậu phộng vô người, nó hết ho mọi người, chuyển sang sổ mọi người. Cảm giác nóng nó khô cổ mọi người, và ho liên tục luôn mọi người. Đó, nó hết ho mọi người, hết ho chuyển sang sổ là vậy mọi người. Này có ăn dòi mọi người, cũng có bị dòi mọi người cho nên biết mọi người. Nói chung cái gì mà trải qua dòi là biết mọi người. Bởi vì người ta nói có người cặn, người có kinh nghiệm là vậy đó mọi người. Người nào mà trải qua dòi cho nên nó giúp kinh nghiệm là vậy mọi người. Giống như nó người ta nói ăn ô mai ăn xí muội vô hết ho mọi người. Đó mua về ăn thử hết ho mọi người, chuyển sang sổ mọi người. Ho cũng tát gẹn mọi người. Thiếu điểm cũng vớt cho khỏi vậy. Còn ăn được không này thì nóng nó khô cổ rồi. Chà đúng thơm luôn. Xài ngọt ngon rồi, ngon rồi, ăn ngọt. Ngon rồi, có gì ngọt, có gì ngọt ngọt chua chua mà, cái gì ngọt nó nhiều hơn là ăn ngon rồi, còn gì chua nhiều hơn thì chua quá ăn nó ấy rồi, ngọt hoặc là ngọt, ngọt chua chua ăn ngon rồi. Ăn cái nó đã gì đâu mà, bây giờ tới giờ ăn cơm nó đói mà. Ăn đúng giờ vậy mà tới giờ nó đói, ăn đúng ngon rồi. Cơm ngon rồi, cái đậu hũ rồi, đậu phụ rồi, đậu phụ cà tím rồi, đậu phụ cà tím. Kho tương hộp rồi, ăn ngon rồi, ăn này kho vừa ăn rồi, này kho vậy là vừa ăn rồi, có ấy ăn thêm mấy cái nước nước nó ra rồi, nước đậu hũ với cà tím nó ra rồi. Từng thì vừa ăn rồi. Có ấy thì chấm với chuối sống, với lèo, với cà gió ăn ngon rồi. Canh bò bí cho người nấu với chả mà chả chay ăn ngon rồi. Còn cái chả lộ mà chả lộ này kho cà gió ăn ngon rồi. Cái kiểu nó mặn mặn chua chua mà chả ăn thơm rồi, đúng ngon rồi. Cái món này ngon. Đậu phộng luộc ngon rồi, thơm ngon rồi, mềm mềm. Ăn nó thơm luôn rồi, thơm thơm bùi bùi. Xài chín ngon rồi, ngọt ngon rồi, chả tắm thơm ngon. Rồi, cơm ngon mọi người. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon mệt và cũng ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.